Phượng cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bên Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Hoa thơm cỏ lạ với Nguyễn Phú Quý. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Hoa thơm cỏ lạ, VATV xin gửi đến quý vị bài sưu tầm của Phước Nguyễn. Loại rau rẻ tiền ở Việt Nam thành thần dược ở nước ngoài. Tại Việt Nam, cây sam, càng cua, tầm bóp, bèo tây, mọc dại ven đường, kinh rạch, ao hồ và chủ yếu được lấy về làm thức ăn gia súc. Tuy nhiên, tại nhiều nước trên thế giới, những loại cây này lại được coi như vị thuốc quý, bày bán với giá đắt đỏ. Cây tầm bóp là quả dại Việt Nam. Tầm bóp có giá khoảng 700.000 đồng một kg ở Nhật. Ở Việt Nam, quả tầm bóp còn được gọi là quả lồng đèn, lù đù, thu lù hay đờm đợp. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài có được bao bọc một lớp bọc mỏng, giống như hình lồng đèn. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc bên ngoài bị thủng phát ra tiếng kêu rất vui tai. Tại nông thôn, loại cây này mọc dại ven đường hoặc các bờ ruộng. Tầm bóp ở Việt Nam được xem như loại cây dại ít được bày bán. Tại Nhật Bản, quả tầm bóp được đóng khay bán trong các siêu thị, cửa hàng với giá khoảng 700.000 đồng một kg. Tầm bóp được người Nhật mua về làm thuốc hoặc dành cho những người ăn kiêng. Theo đó, quả tầm bóp vị chua, tính tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm. Vì thế, đây còn được gọi dùng như một vị thuốc nam. Ở Việt Nam rẻ như cho, sang Nhật bèo tây trở thành đặc sản đắt đỏ. Ở Việt Nam, bèo tây mọc dại hoặc được trồng tại nhiều vùng ao hồ, kinh rạch, chủ yếu là thức ăn gia súc hoặc đồ thủ công nghệ. Gần đây, một bộ phận rất nhỏ người dân Hà Thành thường tìm nguồn bèo tây sạch về chế biến thành các món ăn như canh bèo tây, nộm bèo tây xào thịt bò hay dùng bèo tây làm rau ăn lẩu. Nhưng kiểu ăn này được cho là kỳ quặc và cũng không quá phổ biến. Thế nhưng, trái ngược với ở Việt Nam, tại Nhật bèo tây được bán với giá khá đắt đỏ khoảng 80 yên Nhật một cây, tương đương khoảng 16.000 đồng một cây. Bèo tây tại Nhật được mua về như một loại thuốc có nhiều tác dụng quý như đắp vết thương, trị mụn nhọt, mưng mủ hoặc tránh sưng tấy, chống viêm khá hiệu quả. Ngoài ra, bèo tây còn được dùng để lọc nước, cũng rất tốt. Chính vì thế, loại cây này rất được người Nhật trọng dụng. Rau càng cua là cây dại tại Việt Nam, sang nhiều nước được ví như thần dược. Rau càng cua có thể sống ở nhiều địa hình, thường mọc thành bụi ở ven ao, hồ, bờ ruộng, các dốc đá. Tại Việt Nam, loại cây này chủ yếu được lấy về làm thức ăn gia súc. Thế nhưng, ở các nước châu Âu, rau càng cua lại rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó. Theo Đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, là món ăn bài thuốc rất thích hợp chữa trị những nhiệt miệng, viêm họng, táo bón, đau nhức cơ khớp, tiểu đường. Ở Phi Lục Tân, người ta có thể dùng lá càng cua để đắp điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc, còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu. Ở Việt Nam, cho không nhau, bán sang Nhật rau tía tô có giá khoảng 500 đồng một lá. Tía tô là loại cây được trồng rất phổ biến ở Việt Nam. Chúng được xem như loại cây gia vị, bán với giá rất rẻ từ 1-2 ngàn một bó. Tuy vậy, một công ty tại Bắc Ninh lại có thể trồng cây tía tô và xuất cảng sang Nhật Bản với giá 700 đồng một lá, thu về hàng tỷ đồng một năm. Lá tía tô ở Nhật, ngoài việc bán lá tươi trong siêu thị và chợ, thì nó còn được sấy khô, đóng gói, bán trong nước hoặc xuất đi ngoại quốc. Một gói lá tía tô sấy như trên được bán giá 16 US dollar, tương đương với 363.000 đồng. Người Nhật coi lá tía tô là một trong 7 loại gia vị thiết yếu rất được coi trọng. Tía tô là nguyên liệu quan trọng nhất của món dưa mặn umeboshi, một món dưa muối rất phổ biến trong ẩm thực của người Nhật, hoặc dùng gói xung quanh sushi. Thần dược rau sam được nhiều nước săn lùng. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam người ta thường chỉ coi cây sam là rau dại mọc đầy ở trong vườn, ven đường, bờ ruộng
và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới, người ta đang săn lùng loại rau nhỏ bé này bởi những công dụng kỳ diệu đến không ngờ. Ở nhiều nước Âu Châu, rau sam được dùng trong các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua. Người Pháp cũng rất thích rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt. Hoặc ở Mỹ, có món rau sam trộn dầu giấm. Người Tàu xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn các loại rau ăn lá khác. Đây cũng là loại rau chứa nhiều loại vitamin cũng như các chất khoáng dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin về rau và các dược tính. Nguyễn Phú Quý xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.